Vậy thì bên cạnh cái việc dự đoán cho các rank mới này thì không biết là việc đua top mid token thì hệ thống sẽ tính lại mid token từ đầu hay sao vậy anh? Coming to the question, the upcoming question, if you rate to the top of mid, will the system calculate mid token from the beginning? Thì đúng rồi, ở Family nhá. Ở Family thì tất cả những cái gì mà các bạn làm ra, các bạn tạo ra thì là của các bạn, thế giới do các bạn sáng tạo ra. Tức là gì ạ? Mi mà các bạn kiếm được thì nó là mi của các bạn. Các bạn có thể sau khi mà một tuần hoàn tất, các bạn tham gia đua, các bạn có thể dùng số mi đấy các bạn làm bất cứ cái việc gì mà bạn muốn, như là mở rộng đất này, như là xây cầu này, hay là tham gia các hoạt động về chăn nuôi sau này, hoặc là các hoạt động về rừng mà lát nữa chúng ta sẽ nói. Tức là mi sẽ được giữ. Thế thì tôi xen kẽ một chút đi, bởi vì có rất nhiều bạn cộng đồng mình cũng để ý ở đây, tại vì lẽ ra mình định dành cái câu trả lời này cho cái phần trả lời cộng đồng cuối, nhưng mà vì các bạn đang rất sục sôi nên là chúng ta sẽ phải có một cái giải thích nó hợp lý cho cộng đồng về câu hỏi này. Khi mà giữ mi lại, đúng không ạ? Khi mà giữ mi lại thì có một số gamer họ là có rất nhiều mi ở trong cái phần đua, và rất nhiều mi, các bạn gamer ban đầu nhiều mi mà các bạn ở cái phần đua gọi là đua top mi đấy, thì bây giờ các bạn có rất nhiều mi, đúng không ạ? Và nếu mà thấy các bạn tham gia công tử Bạc Liêu thì gì ạ? Các bạn chỉ cần mua rất, hoặc là thực thần các bạn mua rất nhiều trứng, rồi ở rất nhiều trứng rồi thì các bạn sẽ trở nên nhanh chóng vô địch thôi. Nhưng mà xin nói với các bạn biết là có thể giống ngoài đời, các bạn biết không, người có tiền thì người ta làm cái gì cũng dễ, đúng không ạ? Cái câu này rất rõ ràng luôn. Nên là các bạn thấy nhá, khi người ta đã có nhiều mi rồi ấy, thì dù đua cái gì người ta cũng có thể chiến thắng được. Các bạn nếu các bạn ít mi, các bạn không thể đổ lỗi cho câu chuyện là tôi ít mi thì game thì farm thì team Farmy phải tìm cái cách để cân bằng lại thế giới cho tôi. Thế thì những cái nỗ lực của người ta trong tuần vừa rồi để đi đâu, đúng không ạ? Mình người có tiền thì người ta luôn luôn sẽ dễ dàng làm được nhiều thứ. Vì vậy thì bạn cũng phải phấn đấu, bạn tìm cách bạn có tiền chứ. Cái cách chơi, cái cách kiếm tiền tôi đưa cho các bạn rồi cơ mà. Đấy, mình không thể nào xóa đi cái. Thế là nếu mà để hài lòng các bạn ngay nhé, mình xóa toàn bộ chúng mi đi thì nỗ lực của người ta trong tuần trước nó đi đâu? Rồi người ta lấy tiền đâu ra mở đất, rồi người ta lấy tiền đâu ra làm cái việc khác, đúng không ạ? Nhưng đúng là nó sẽ gây ra cái sự xáo trộn cho câu chuyện là người ta dễ dàng lô tốt. Nhưng mà đây là cái cơ hội cho các bạn trong tuần này, bởi vì thứ nhất người ta sẽ gặp phải là gì ạ? Người nhiều tiền sẽ phải gặp người nhiều tiền, đúng không ạ? Các bạn nó không biết được là bởi vì người ta mua trứng xong nhá, thế xong rồi người ta lại vẫn phải kiếm tiền tiếp để người ta cày tiếp. Thế những ông nhiều tiền khác thì các ông cũng cày với nhau, đúng không ạ? Nếu ông vẫn phải mua trứng hay là các ông vẫn phải tiêu mi nhiều với nhau. Nếu ông nào không phải là cứ mỗi số mi đấy tiêu một phát là được đâu, thì các bạn rất nhiều chiến thuật nó hay mà các bạn đến bây giờ ấy, các bạn cũng chưa thể nghĩ, cũng chưa thể nghĩ ra được luôn. Tức là gì, cái thế giới nó vận hành một cách rất là sáng tạo. Những người có tiền người ta sẽ có lối đi riêng, người ta sẽ thì cái tuần này ấy, là cái tuần mà các bạn có tiền các bạn sẽ phải tiêu tiêu cho các cái việc mà mở rộng về đất cát này, tiêu về tăng level này, thì các bạn sớm làm các nhiệm vụ mới. Thì đây là cái cách mà Family vận hành. Tuần vừa rồi các bạn kiếm tiền, các bạn làm việc, tuần này các bạn phải tiêu tiền, đúng không ạ? Trong thế giới này chúng ta học cách kiếm tiền và học cách tiêu tiền. Thì Denvo cũng có nói rồi đấy, tiền kiếm ra đã khó rồi, đúng không ạ? Trong cái bài gần đây tiền kiếm ra đã khó rồi nên là phải biết tiết kiệm. Thì bạn kiếm ra tiền được nhiều như thế nào và bạn chi tiêu nó ra làm sao, tức là cái việc mà bạn tiêu mi sao sao cho hợp lý này, không phải cứ tiêu bừa phở lửa nhé. Bạn tiêu nhưng mà bạn lại phải quay trở lại, bạn tái đầu tư tiếp để bạn có mi, bạn còn tiêu tiếp, đúng không ạ? Chứ tiêu một phát hết sạch rồi lấy gì ra mà tiêu tiếp nữa, đúng không? Đấy. Và có một cái bật mí nữa là chúng tôi sẽ có rất nhiều rank. Hiện tại bây giờ chỉ chia hai rank, đúng không ạ? Hai rank là rank cho dưới 5 và trên 5 level thôi. Nhưng mà sau này ấy, nó sẽ tổng tất cả chúng ta sẽ có 5 rank. Bật mí luôn, các bạn định giấu nhưng mà không bật mí luôn để các bạn đỡ lo. Có 5 rank và các bạn sẽ phải cày từ các rank thấp lên dần, chứ không phải đơn thuần là các bạn thoải mái đăng ký được nữa. Đấy thì là cái lộ trình cuộc đời ấy, vòng luẩn quẩn cuộc đời, các bạn cứ thăng dần các nước thang sự nghiệp dần lên. Yes, okay. So related to the question, like if you race to the top of me, will the system calculate me from the beginning? The answer is the mid token is your. So is the mid token is what you earn. So that is it will always stay at the same. It means we're not gonna reset this and calculate it from the beginning. Furthermore, only the rank races will count with the item or mid token during the top races. But then, like when you consider about like with the person who already earned a lot of mid token and with the person who have the less like to have a lower amount of mid token with that
kind of person. So what happened between two of them? Actually, as previously mentioned above, the one who have money, of course, they always have the right to do more things. As same as the sentence, the person with the economic right will be the master of the game. Because the more money they have, the more opportunity for them to explore new land, new hero, and even open different boxes from our game. But it doesn't mean that the person who don't have lots of money will lose and then always below of the top of the game. When we develop this game, we always try to make our community become bigger and stronger. Even when you are just a new player, you also can see that we have the ranking for the beginning levels as from level 1 to level 5 for all of you to play and earn the Mii token, as well as then to spend the Mii token as well. However, for the kind of ranks races, please remember that it's only the rank races will count with the item or Mii token during the top races. Okay.